Tiếp tục vào việc anh chị ơi. Một căn nhà nằm trong khu đồng bộ Đồng Nhất luôn. Vị trí đẹp và mức giá rất rẻ. 3 tỷ 200 triệu anh chị nha, căn nhà này này. Ở khu này là 2 tầng lầu và 1 tầng trệt, Đồng Nhất hết như nhau luôn, nhà nào cũng vậy quý chị ha. Và nằm trong một khu dân cư và vị trí ở đây sẽ nói trước để cho anh chị mình mê luôn ha. Phường Tân Đông Hiệp, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Anh chị nên nhớ đây là phường Tân Đông Hiệp ha. Đấy. Một căn nhà mà em báo cáo với anh chị mình nằm trong một khu đồng bộ, khu Đồng Nhất ha. Vỉa hè cây xanh, điện nước và đường thông hai đầu thông bần cờ trong khu dân cư. Và ở đây thì nhà nào cũng sẽ giống nhà nào quý chị nha. Tất cả ở đây là đều xây lên 2 tầng lầu và 1 tầng trệt, kiên cố chắc chắn, nhà hoàn công cho anh chị mình luôn. Đấy. Quý anh chị ơi, đây là căn nhà hoàn công nha. Và nói với anh chị để anh chị dễ hình dung, mức giá này là mức giá rẻ. Nếu mà giờ ở căn nhà ở tại phường Tân Đông Hiệp nha, mà cái khúc này là gần bệnh viện của thành phố Di An, gần trung tâm y tế Di An, gần đường quốc lộ 1K, gần đường Vành Đai 3, đường Mỹ Phước Tân Vạn, mà mức giá là 3 tỷ 200 triệu thì báo cáo với anh chị là trên thị trường, nếu mà em nói đúng là không có anh chị nhá. Nếu anh chị nào mà đi tìm nhà nhiều, anh chị sẽ biết được mức giá khu vực và anh chị sẽ biết được là cái căn nhà này có rẻ hay là không, đúng không ạ? Trên kênh của em Hải thì luôn luôn chọn ra những cái bất động sản có những cái yếu tố rẻ hơn thị trường. Em sẽ chọn lọc trước khi em ghi hình và quay phim. Tại vì nhà đất bên em rất nhiều anh chị ơi, nên là mình muốn bán được hàng, mình muốn tiếp cận được nhiều khách hàng hơn và bán được sản phẩm nhanh hơn, thì mình phải chọn lọc, mình phải lựa ra những cái bất động sản đẹp, rẻ, hời ha. Có những cái yếu tố mà khách hàng quan tâm, khách hàng thích hơn ha. Đấy, thì mình sẽ chọn ra, mình review, mình ghi hình trước, thì tỷ lệ mình bán những cái sản phẩm đó nó sẽ rất là cao quý anh chị nha. Đấy, thì phương châm của em Hải là luôn chọn ra những cái bất động sản mà đẹp, rẻ, hơi quý anh chị ha. Và anh chị ơi, tất cả các cái bất động sản em Hải trước khi lựa chọn để quay phim ghi hình là tất cả là đều là sổ hồng riêng, đều được check quy hoạch bài bản đâu ra đó anh chị nha, chứ không có ai đâu mà đi bán nhà mà có vấn đề này kia đâu anh chị nha. Ví dụ một căn nhà mà bị dính quy hoạch này kia thì mình đâu có rao lên làm cái gì, đúng không ạ? Tại vì khi mình rao lên mình cũng đâu có bán được đâu, mất công mất thời gian, nên anh chị yên tâm nhá. Còn căn nhà em mang tới anh chị mình 2 tầng lầu 1 tầng trệt màu xanh này, và căn này báo cáo anh chị mình là sổ hồng hoàn công. À, căn nhà đã được hoàn công chỉnh chu luôn rồi anh chị nhá. Ở trên quyển sổ là có thể hiện căn nhà này luôn, 2 tầng lầu và 1 tầng trệt cho anh chị mình luôn nhá. Nhà nằm trong khu Đồng Nhất đồng bộ nên vỉa hè cây xanh, điện nước rất đẹp luôn quý chị ha. Anh chị ơi, nếu mà chỗ này anh chị di chuyển thành phố Thủ Đức nhá, là chỉ loanh quanh khoảng 6,5 km thôi. Một trục đường quốc lộ 1K anh chị chạy thẳng về cầu vượt Linh Xuân là 6,5 km. Nếu anh chị di chuyển bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ thành phố Thủ Đức thì chỉ loanh quanh 4 km thôi. Phía trước nhà mình sẽ có sân xe máy cho anh chị. Một căn nhà kết cấu chắc chắn nha quý chị nha. Khu này là do chính đầu tư xây lên, chính chủ đầu tư xây lên, nên là anh chị ơi, về chất lượng thì khỏi phải bàn ha. Ở trên đường này hôm rồi em cũng bán một số căn ở trên đường này. Và khu này thì hiện tại bây giờ em cũng bán rất là nhiều, kể cả đất và nhà nha. Nhưng mà căn này là rẻ nhất, thời nhất, đẹp nhất nha. Đó, ở bên đây mình có thể bỏ ô tô này, bên đó vỉa hè mình bỏ ô tô thoải mái luôn quý chị nha. Đấy, không có vướng bận gì ai nha. Đấy, thì đó là một cái lợi thế của căn nhà của mình. Anh chị nhớ đăng ký kênh để xem nhiều video hơn. Ngày nào em Hải cũng sẽ quay phim ghi hình thực tế để cho toàn thể anh chị tham khảo ha. Trên tinh thần là mình cứ thuận mua vừa bán, giá cả là giá chính chủ anh chị nha. Căn này 3 tỷ 2 thì vẫn phải nói với anh chị là trên thị trường không có, dám chắc anh chị luôn. Đấy, nếu mà em nói đúng chính xác là như vậy ha. Đấy, để mà kiếm ra một căn nhà hoàn công mà 2 tầng lầu 1 tầng trệt ở sau có lối thoát hiểm nha, như căn nhà này mà trên thị trường 3 tỷ 2 còn bớt còn thương lượng là không có. Đấy, anh chị đi tìm nhà nhiều anh chị sẽ hiểu, anh chị sẽ biết thôi, đúng không ạ? Đây là phường Tân Đông Hiệp, mà cái phường Tân Đông Hiệp này chỗ này rất là gần bệnh viện Di An và trung tâm y tế Di An. Đấy, một vị trí tuyệt vời, hết sức đẹp, thuận tiện di chuyển thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Thủ Đức, làng đại học quý anh chị nhá. Đó, ở phía sau cuối là có lối thoát hiểm 2m. Nếu anh chị mà tìm nhà tại Bình Dương mà khu vực thành phố Di An, Thuận An thì anh chị ơi, hãy đăng ký kênh của em Hải nhé. Kênh của em đã review được hơn 3.000 video rồi, và gần như ngày nào em cũng sẽ có video cho anh chị mình xem hàng ngày để anh chị tham khảo nhé. Căn nhà này là đẹp, em khẳng định đẹp, rẻ đấy, và công năng quá tuyệt vời. Ở phía trên là phòng ngủ có nhà vệ sinh khép kín nha, tuyệt vời luôn. Phòng thờ riêng quá tuyệt vời, có sân giặt phơi đồ luôn. Phòng khách, nhà ăn và ở sau có lối thoát hiểm đấy. Đây, nhà bếp mình đây, bếp ăn mình đây đó. Quá đẹp luôn quý chị ơi. Nếu mà anh chị nào mà đang cần tìm một căn nhà gần trung tâm y tế Di An, gần bệnh viện Di An với tầm tài chính 3 tỷ 200 triệu, yêu cầu gần thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, thì đây sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời, mà gần như không dễ gì mà kiếm được một căn nhà khác quý chị ơi. Ở sau đây sẽ là lối thoát hiểm 2m dành cho anh chị mình ở trong đây nè, quý chị thấy không? Cả cái khu này nhà nào cũng vậy nha. Sẽ mở cửa sổ và mở cửa sau. Đấy, nó thoáng, nó mát quý chị nha. Đây cửa sau nhà mình đấy nha. Đó, thông, cái lối thoát hiểm thông luôn, lối này 2m trên sổ có luôn. Đấy, một khu đồng bộ Đồng Nhất, kể cả hàng xóm xung quanh đây của nhà mình cũng vậy nha. Đó, anh chị nha.
ở thành phố Di An thì hạ tầng rất đẹp luôn quý chị, thuận tiện di chuyển thành phố Hồ Chí Minh. Nếu anh chị mình di chuyển trục đường Vành Đai 3 rất thuận tiện, đường Mỹ Phước Tân Vạn, còn không anh chị di chuyển trục đường quốc lộ 1K, chạy thẳng một đường là vào sân bay Tân Sơn Nhất, vào lõi của thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, thành phố Di An là một cái thành phố mà giáp ranh liền kề kế bên thành phố Hồ Chí Minh anh chị nhá. Đấy. Và nếu mà tìm nhà ở thành phố Di An mà 3 tỷ 200 triệu trong khu dân cư tại phường Tân Đông Hiệp, không có đấy, không có đâu mấy chị. Em môi giới đây em biết mà, giá cả khu vực đây, tất cả các cái khu dân cư, tất cả các cái ngõ hẻm đường nào em cũng biết hết quý chị nha. Những cái bất động sản là đang chào bán ở đây bên em nắm hết quý chị ha, bên em biết hết quý chị nha. Cái nào rẻ, cái nào hời, cái nào giá như thế nào tụi em nắm hết, tại vì em môi giới ở đây anh chị ạ. Đấy, sản phẩm ở đây em nhiều lắm ha. Em có thể show cái giỏ hàng cho anh chị mình xem nha. Rồi, lầu 1 sẽ mang tới cho anh chị mình hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh khép kín ở trong phòng ngủ luôn, quá thuận tiện và tiện nghi. Đây là khu vực cầu thang ngăn cách hai cái phòng ngủ nhà mình. Em sẽ quay cái phòng ngủ ở phía sau này trước đi. Nói chung căn nhà này em thấy đang còn rất là mới, nhà cũ nha, nhà qua sử dụng nhưng mà đang còn rất là mới. Nếu muốn mới hơn chỉ cần sơn lại một tí tí thôi, còn không để vậy vẫn xài tốt quý anh chị nhá. Chỉ cần vệ sinh lại thôi là đẹp này. Quý anh chị thấy tường không? Đó, rất đẹp nhá. Đấy, thấy chưa? Căn nhà như thế này mà đáng đồng tiền bát gạo anh chị nhá. Nếu anh chị nào có 3 tỷ 200 triệu hỏi em Hải muốn mua nhà ở thành phố Di An, để cho em Hải được quyết định, em quyết giúp anh chị căn nhà này luôn nhá. Đấy, vừa rẻ vừa hời vừa đẹp nhá. Trên thị trường không dễ gì mà có đâu. Rồi, đây, nhà vệ sinh này là khép kín trong cái phòng ngủ này. Đó, cửa sổ bên đây, ở sau này có lối thoát hiểm, được chưa ạ? Đấy. Rồi, phía trước đó sẽ có một cái phòng ngủ to hơn cái phòng ngủ này nữa. Em cũng sẽ quay phim cho anh chị mình xem. Nhớ đăng ký kênh em Hải nhá, kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản nhá. Em nền tảng nào em cũng có nhá quý chị nhá. Đấy, Hoàng Hải BDS là bất động sản đó quý chị. Tất cả các nền tảng em đều có hết quý chị nhá. Anh chị có thể tìm kiếm nhá, là sẽ ra hết ha. Rồi, phòng ngủ này, đây, nhà vệ sinh luôn đây này quý chị. Thấy không? Bước vào là có cái nhà vệ sinh luôn nhá. Khép kín cho anh chị mình luôn nhá, tiện nghi nhá. Phòng ngủ này ở phía trước nên là có cửa sổ, cửa ra ban công. Đó quý chị thấy không? Trần tấm thạch cao đầy đủ nhá, đèn led nhá. Đấy. Anh chị muốn mới thì về chỉ cần sơn lại thôi nhá, sơn lại cái là mới tinh luôn. Mà căn này theo em nghĩ là không chả cần phải sơn. Nước sơn này đang còn tốt lắm quý chị nhá. Đấy, chỉ việc là về là ở thôi. Đấy. Rồi. Hãy di chuyển lầu 2 và ngắm luôn căn nhà này. Với một căn nhà đúc 3 tấm, đúc bê tông, đúc kiên cố, 2 lầu 1 trệt, nhà hoàn công. Nhà hoàn công là nhà được thể hiện ở trên sổ ở Bình Dương. Ở cả cái tỉnh Bình Dương mà cũng chả gì là cả tỉnh Bình Dương đâu mà tỉnh thành nào cũng vậy quý chị ạ. Nhà hoàn công ít lắm ha, chỉ từ thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Hà Nội là hai cái đô thị đặc biệt thì gần như bất động sản nào, căn nhà nào cũng phải hoàn công. Còn như ở Bình Dương đây mà cũng chả gì là Bình Dương đâu. Thì hoàn công hay không là tùy anh chị nha, nên là để mà tìm nhà hoàn công ở bên đây hiếm lắm quý chị ha, hiếm lắm. Đấy, em cũng báo cho anh chị mình biết. Rồi, phòng thờ riêng biệt đây được chưa ạ? Có thể chuyển đổi phòng ngủ nếu muốn, nhưng còn đây là công năng là phòng thờ to như thế này. Đấy, mấy chị nhá. Rồi, nhà mình là 60m² kiên cố chắc chắn, thổ cư hết, ngang 4 và dài 15 đồng nhất. Nhà nào cũng vậy, trong khu này là đều hết quý chị nhá. Phòng ngủ số 3 đây quý chị ơi. Nhà này hướng bắc, nếu mà anh chị đông tứ trạch, quan trọng về hướng thì hướng đông tứ trạch nha. Đông tứ trạch anh chị nha, chính bắc luôn nha. Còn không quan trọng hướng thì thôi, nói chung là cứ rẻ vị trí đẹp là vào việc thôi quý chị ha. Đấy, hiện tại bây giờ em bán rất nhiều nhà đất thì tỷ lệ mà người quan trọng hướng cũng có nhưng mà ít ha. Nhưng mà trong video em đều nói hướng hết để cho anh chị mình biết nha. Sau này là hàng xóm của nhà mình này. Đấy, toàn nhà lầu thôi ha. Đây, nhà vệ sinh đây. Đấy, nhà vệ sinh lầu 2. Chỗ đây mình có thể giặt phơi đồ ngay chỗ này quý anh chị nha. Đấy, giặt phơi đồ chỗ này nha. Rồi, anh chị ơi, rẻ rồi, đẹp rồi nhưng mà vẫn là phải phù hợp quý chị nha. Đấy, đầu tư thì phải quyết luôn. Còn mua ở nếu mà thấy rẻ, nếu mà thấy vị trí phù hợp thì anh chị ơi quyết luôn đi anh chị nhá. Thế bây giờ cầm 3 tỷ 200 triệu mà đi tìm nhà thành phố Di An mà gần Thủ Đức, nhà nằm khu dân cư và 2 lầu 1 trệt mà hoàn công đúc kiên cố như căn này thì báo cáo anh chị mình thôi đừng tìm. Đấy, em nói thật nhá. Anh chị thông cảm thì đúng là không có anh chị ạ. Đúng là không có, em môi giới đây em biết mà. Giá cả khu vực thị trường đây gần như em nắm trong lòng bàn tay. Đấy. Thế nên quý anh chị ơi, nếu mà tìm nhà tìm đất ở đây thì liên hệ em Hải, em sẽ tư vấn cho anh chị mình, tư vấn miễn phí 24/24, cứ điện em bất cứ lúc nào, nếu mà em chưa nghe máy thì em sẽ gọi lại nhá. Đấy, còn anh chị muốn đi xem nhà xem đất cứ alo cho em, nếu mà alo được trước cho em tầm 10, 20, 30 phút thì tuyệt vời quá, đúng không ạ? Em sẽ có thời gian em chuẩn bị chu đáo hơn, em gửi thông tin trước cho anh chị mình rồi em sẽ dẫn anh chị mình đi thực tế. Còn nếu mà anh chị mà gấp quá mà điện em cái mà là em vẫn có mặt nhá, vẫn có mặt anh chị nhá. Nhưng mà để chu đáo hơn thì anh chị vui lòng gọi trước giúp em khoảng 10, 20, 30 phút chẳng hạn, ví dụ vậy, đúng không ạ?
Rồi, cảm ơn anh chị đã lắng nghe những cái vấn đề em Hải chia sẻ về một căn nhà giá rẻ ha. Ngoài cái vấn đề đã rẻ rồi thì còn đẹp, nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là phù hợp anh chị nhá. Còn anh chị nào đang đắn đo thì hãy gọi điện ngay cho em Hải để em Hải được tư vấn cho anh chị mình ha, rồi quyết đoán ngay căn nhà này. Cảm ơn anh chị, em xin chào, hẹn gặp anh chị trong những video tiếp theo. Em xin chào.